Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2. Em có lần được một số hồi mai để giao lưu với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong ngày hôm qua nha. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Cùng lên một ngày mới vui vẻ nha. Cái này là cây sầu nha mọi người. Cái sầu lùng lực. Xe ngày hôm nay nhiều quá. Cái sầu lùng lực bút măng. Sầu thì sầu da đá, sầu chảy cũng có luôn. Thấy không? Bông em vẫn để luôn nha, bông của nó nè, bông nó như bông giảo diêm vậy đó. Này thì có hai thẹo, thẹo thì đang uống rất là mạnh nha, chứ không phải thẹo hư. Cái này để đo con số, mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem, đo như con số cho mọi người. Chỗ này 65, chỗ này 76, chiều cao cái này được bắt đầu á. Ngày hôm nay khai trương cái đồ mới. Chiều cao cái này được đúng 1 mét nha mọi người. Chiều cao đúng 1 mét. Đường kính bầu hiện tại bây giờ là nó là 79. Nhưng mà cái này thì em cũng nói mọi người luôn, vô chậu từ 1 mét nha mọi người. Xù, bút băng, bông cực kỳ đẹp luôn. Cái này đã vô nước dây 1 rồi. Đế thì khỏi phải bàn tới luôn. Hồi nữa nó có khuyết điểm chỗ nào em quay cho mọi người xem chỗ đó luôn nha. Ủa sao nặng thế vậy? Mọi người thấy nè, cái mặt của nó nè, phải nó là cực kỳ bự và đẹp luôn. Sao nặng thế? Cái này bông của nó là từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Thì em cũng nói luôn, thì trong một số phô mai, những phô mai em bán đầu năm thì cũng có nhiều người nói: ờ Tài ơi, tại sao 5 cánh này kia? Thì cũng có một số khách hàng nói bông đẹp, thì mọi người cứ yên tâm nha. Cái này thì em cũng nói mọi người luôn, khuyết điểm của nó thì nó có thẹo. Đây nè, thẹo mà thẹo kéo hay không phải thẹo hư. Trên này cũng có cái, em đã đục sửa toàn bộ lại hết trơn rồi. Cái này em bao khỏe mạnh cho mọi người luôn. Bông từ 8 cánh lên tới 12 cánh xù. Đế của nó là bằng cổ tay của tay em không đó. Thì trước mắt thì em cũng nói mọi người luôn, những mặt hàng xù mà lùng lực bút măng vậy nè, thì bây giờ trên thị trường tìm rất là khó, nếu mà có thì mình mua cũng rất là mắc. Thì cơ duyên thì đầu năm em cũng giao lưu, em đi sưu tầm về được một cây mai này. Cây mai cây số 4, bông đẹp hoành. Em cũng có đo thông số đầy đủ cho mọi người xem. Cây này là cây số 1, em xin giao lưu giá bà con cô bác là 55 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa nha. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tín hiệu bên em. Số điện thoại em có để dưới nè, 0912256200. Zalo em số điện thoại này luôn nha. Facebook em tên là Tài Lê. Giờ em lên cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 bà con cô bác ơi. Cây này là cây quái nè mọi người. Cây này mình chơi những mặt hàng mà mình để chậu bàn, để trên bàn mình chơi rất là tuyệt vời luôn. Những mặt hàng bên em thì những hàng này không thể nào lớn được nha mọi người. Tại vì bên em là đa số là em sưu tầm về những thân quái và đế đẹp thôi. Vẫn còn nói cũ hoành không nói lên được tất cả nha mọi người. Cây này cây số 2 để ngoài dòng. Đó, quái cực kỳ quái luôn. Nhỏ gọn mà đẹp. Thì những mặt hàng này thì trên cái clip ngày hôm nay em sẽ để từng cây theo cái mặt bông nha mọi người. Cái hình bông của những cái lô mai này nè, cho mọi người tin tưởng ha. Hoành 15, chiều cao 33. Cái này vô chậu chữ nhật thì tầm khoảng chừng 30 là ok mọi người. Chậu chữ nhật 30 ok. Cái này có cái cành đổ từ chỗ này xuống dưới này thì nó được 33. Cái này bao, em bao bông mọi người 8 cánh, 12 cánh ở ngoài nha. Em có để hình bông theo từng clip trên cây luôn. Cây này là cây số 2, em xin giao lưu giá bà con bác là 2.400.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ngày hôm nay mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ clip cho em nha. Để em có cái tinh thần mạnh mẽ để sưu tầm những phôi mai đẹp về phục vụ cho tất cả mọi người. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 bà con cô bác ơi. Cây này là cây trực lắc cộng chữ C nha mọi người. Cây này đế của nó vừa cũ vừa bạc luôn, rất là đẹp. Nó ha, đẹp bắt cháy mùa chét luôn. Những mặt hàng này thì em nói thiệt mọi người ha, dính cái đọt lên múa một cành ra. Cái này mình kéo lả xuống, 1, 2, 3, đọt cũ trời ơi, ba phê luôn. Bông lại đẹp nữa. Cái này có nguyên cái cũ như con ốc sên luôn nè, mọi người nhìn thấy không, giống con ốc sên luôn.
những mặt hàng này mình chơi để bàn rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì em cũng nói mọi người luôn, nhiều người cũng hay so bì bên mai bên em với những cái mai tự nhiên khác thì em không có thể nào nói được cho mọi người. Cây mà cây thì nó rất là vô giá, hoành 16 năm ly chỗ này. Củ này nó được 29, chiều cao của nó được 34, đường kính bầu hiện tại bây giờ nó là 34. Cái này chiếm một cái chậu dĩa hột xoài 35. Trời ơi, cây này bao đẹp cho mọi người luôn, xây sơ cho mọi người xem, trực lắc cộng chữ C, tuyệt vời không mặt trời luôn nha mọi người. Cây này là cây số 3, cây số 3 em xin giao lưu, giá bà con cô bác là 2.400.000, em bao ship toàn quốc Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa nha. Giờ em lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 bà con ơi. Cây này thì lô bên em thì đợt này về đa số là những mặt hàng để bàn nhiều nha mọi người. Thì những cái đầu năm thì em cũng không có sưu tầm được nhiều cây lớn. Thì trước mắt thì đầu năm thì em sẽ lên những mặt hàng mini nằm chậu cỡ 30 là 40 nha mọi người. Cây số 4, nguyên một cái củ đế nằm đây luôn, trực lắc cũng chữ C. Thì cây này cũng chưa có khúc cạnh nha mọi người. Về nhà theo em, theo cái cá nhân của em thôi, là em ghét chơi rất là nhanh, mặc dù là bông đẹp đó, cực kỳ đẹp nha mọi người. Nhỏ, gọn, đẹp đó. Cây số mấy rồi nè, 4, cây số 4 quanh chỗ này đó. Tại vì nó nuôi củ nó không có quanh, củ nó được có 15, thôi quạnh được 15 củ đây, để lòng người ta vô thì mọi người biết luôn đó. Còn đường thăng nó lên thì em cũng nói mọi người luôn, mình về nhà mình nuôi sao đó. Đây cả cạnh ra móc bẻ nó con 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 vậy đó, nào im nè đó, ông chủ nè, hơi ngược nè nó vậy nè, ông chủ lên đó, một cành gớt xuống, một năm mà là có thể chơi lắc đác được một cây mai nha, có bông để bàn chơi nha mọi người. Rồi, không để mọi người chờ lâu, cây này là cây số 4 à. Cây số 4 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.800.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Chỉ cần ở trên giường móc hỏi ra alo nhà em cái bao ship tới tận đầu giường luôn. Rồi giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 bà con cô bác ơi. 5 Hello, thank you, no smoking. Cây số 5, hoành 21, chiều cao của nó là 33, đường kính bầu của nó hiện tại là 35. Cây này trực lắc cộng chữ C nha mọi người, đế rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đế thì mặt bên này cộng rất bự nha mọi người, bên này thì nói chung đủ chơi, nhỏ thì không nhỏ, lớn thì cũng không lớn, nhưng mặt bên này quá tuyệt vời. Trực lắc cộng chữ C, gặp em về nhà quýnh cái đầu đẹp, sẽ dây lên quýnh cái đầu bên trên đó, thấy không? Còn cành này bẻ xuống dưới này cái nè, đó, công công vậy. Bên này quất cái cành xuống, thôi dùng bàn tay cho dễ nè, nó bẹt ra, bẹt 8 cánh lên tới 12 cánh, bao đẹp luôn. Cây này là cây số 5, cây số 5 nằm chậu 40. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 2.600.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình nha. Giờ em lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây xé vành Owen cây ship nha mọi người. Cây số 6, cây số 6 là cây vẫn là trực lắc nha mọi người. Đế bên này rất là đẹp, bên này thì nó hơi móp nhẹ vô. Nó nói chung thì mặt tiền bên này mọi người nhìn thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Đế xuống đây nó tỏa đều ra hết trơn mặt bên này. Bên này thì nói chung thì nó bị vướng cái gì đó, nó ăn hẳn cuộc đời quá, bây giờ nó móp móp nhẹ vô, nói chung nhìn rất là có duyên luôn. Cây này cây số 6 hoành, em đo nhiều con số mọi người xem. Chỗ này 18, quanh này đã lâu lâu mình phải nói tiếng Anh tại lý do sợ đôi khi có nhiều anh em bên bển coi. Cũ chỗ này thì được 26 là chu ship, chiều cao của nó là 34, truy pho, đường kính bầu của nó là 29. Cái này em dẫn bao bông cho mọi người luôn nha, từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Thì đặc biệt nhất ngày hôm nay cái lô mai này em mang về từ nhà, được 100 cây thì từng cây sẽ ghép từng mặt bông cho mọi người biết. Cái lô mai này ngày hôm đó em bứng bông nó như thế này nha mọi người. Cây này là cây số 6 trực lắc, đế rất đẹp. Cây này nằm chậu 30 lọc lòng nha mọi người. Em xin giao lưu với bà con cô bác là 2.400.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Chỉ cần ở trên giường alo nhẹ em cái bao ship tới tận toilet luôn. Rồi giờ em lên cây số 7.
Dạ rồi, cái này là cây Seven nha mọi người, để số 7. Thì ngày hôm nay thì ngày vẫn là con mùng, ngày mùng 7. Em thì ngày hôm nay xin mặn phép với tất cả mọi người, em xin lên 7 cây mai nha mọi người. Cây này là cây trực lắc cộng chữ SC, bản đồ Việt Nam, quanh. Quanh chỗ này của nó được 20. Cũ thì em đo không được nha mọi người. Nói chung là những mặt hàng này em nói mọi người luôn, đôi khi mà em nói hoành 20, 25, 30, mọi người cứ nghĩ dưới hoành 30 là mình cứ nói nhỏ, nhưng thật sự không phải. Chẳng hạn như những cái cây khác mình vô chậu hoành 30 mình vô chậu cỡ nó xíu, còn những mặt hàng này với mọi người luôn vô chậu 30 trở lên tới 40, 50 cũng có luôn. Chiều cao của cây này là 37, đường kính bầu hiện tại của nó là 32. Đó, mình vô chậu nhiêu? 35-40 nha mọi người. Rất đẹp, tốt đẹp luôn. Đó, cái này thì chẳng hạn như đâu, mặt cái nào đẹp ta? Mặt bên này, mặt bên này mặt tiền ha. Quất cái cành một nó lả lả ra đây, cành hai ra đây, dựng cái đọt lên trên, múa cành xuống cho nó chơi theo hình tam giác. Chơi theo hình tam giác nha mọi người. Tam giác này thì không được vuông mấy, tam giác alpha cộng đó. Rồi cây này là cây số 7. Cây số 7 xin cho luôn giá bà con cô bác là 2.600.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa nha. Khi độ ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em lần từ 1 tới số 7 luôn. Nếu mọi người có biết bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Rất là cảm ơn mọi người lúc nào cũng đồng hành cùng Mai Vàng miền Nam bên em. Xin chào tạm biệt mọi người.